Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những bí ẩn lớn ở một quốc gia láng giềng của chúng ta, đó là bí ẩn về cánh đồng chùm ở Lào. Nhiều thế kỷ đã cho đi, khu vực cánh đồng chùm ở Siêng Khoảng của Lào vẫn còn chìm trong bí ẩn. Chưa có nhà khảo cổ nào tìm ra đáp án cho nghi vấn ai đã tạo ra những chùm đá này. Cánh đồng chùm, một khu vực văn hóa lịch sử gần thị xã Phôn Sa Văn thuộc tỉnh Siêng Khoảng của Lào, nơi có hàng ngàn chùm đá nằm rải rác dọc theo cánh đồng thuộc cao nguyên Siêng Khoảng, cuối phía bắc của dãy núi Trường Sơn. Hàng thế kỷ đã cho đi kể từ khi các nhà khảo cổ học phát hiện ra những cánh đồng kỳ bí này, nhưng cho đến ngày nay, nguồn gốc của các cánh đồng chùm này vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi lớn đối với nhân loại. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất khu vực này là cánh đồng chùm ở Bản An, với những chùm đá nằm thoi thỏi bên sườn đồi. Hầu hết các chùm đều có trọng lượng dao động trong khoảng từ 600 kg đến 1 tấn. Dường như chúng được tạo ra ở một nơi khác và sau đó được chuyển tới đây. Các chùm có chiều cao khoảng từ 1m đến 1m2 và một số chùm có đường kính lên tới hơn 1m. Tất cả các chùm được tạo ra từ đá cứng, đa phần là đá granite, nhưng một số được tạo ra bằng sa thạch trộn lẫn từ thạch anh, benphát và mica. Theo ước tính của các nhà khoa học thì tuổi thọ của những chùm đá này khoảng 2.500 năm đến 3.000 năm tuổi. Từ những hình tròn đồng tâm được trang trí trên một số chùm, các nhà khoa học đã cho rằng những chùm đá này đã từng có nắp và hầu hết số nắp đó đã được lấy đi và sử dụng cho những mục đích khác. Theo lời của các bộ tộc người Hơ Mông và Dao nơi đây thì những chùm đá này có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 6 và chúng được tạo ra nhằm mục đích ủ rượu. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa ở nơi đây có một vị vua rất tàn ác có tên Chao An Ca. Ông này thường đối xử rất tệ bạc với dân chúng nơi đây, vì vậy họ đã cầu xin sự giúp đỡ của Khun Jebam, một vị vua đến từ phương Bắc. Ông này đã đến và giải thoát cho họ. Để có đủ cho quân lính ăn mừng chiến thắng, vua Khun đã ra lệnh cho dân chúng làm những chiếc chùm đá để ủ rượu. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học cho rằng thực tế nguồn gốc của những chùm đá lại hoàn toàn không giống như truyền thuyết. Theo họ, việc tạo ra những chùm đá và di chuyển chúng tới một nơi khác cần phải có một thời gian khá dài, thậm chí phải mất tới hàng thập kỷ. Người đầu tiên có công trong việc nghiên cứu về các cánh đồng chùm này là Henri Parmentier, một nhà khảo cổ học người Pháp. Một lần, ông phát hiện người dân địa phương đang bán những chuỗi hạt làm bằng cát Nilian và thủy tinh. Lúc ấy, Henri cho rằng người ta đã ăn cắp các chuỗi hạt cùng với một số đồ vật khác từ những chùm đá. Điều này khiến Parmentier nghĩ rằng những chiếc chùm hay những bình đựng di cốt thực sự là những ngôi mộ, nơi người ta chôn người chết và một số của cải kèm theo. Ông đã tìm được những vật được đem chôn khá đặc biệt như những nồi đen dùng làm đồ nấu thức ăn, hai chiếc rìu đá, một đèn dầu và những chuỗi hạt. Người thứ hai cũng rất nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về khu vực cánh đồng chùm là nhà khảo cổ học người Pháp có tên Madeleine Colani. Bà Colani có một niềm tin mạnh mẽ rằng đây là những chùm đựng di cốt của người chết có từ thời Đồng Thao. Bà tin rằng vào thời kỳ Đồng Thao, người ta đã hỏa táng thi thể người chết, sau đó chôn cho vào những cái chùm này. Một số bằng chứng về số di cốt bị thiêu ở các động gần đó dường như càng chứng minh thuyết của Colani. Bà tin rằng những chùm này chỉ được dùng để chứa di cốt của các tù trưởng, và bà đã đi chép thành 3 loại chùm khác nhau: chùm thấp và rộng, chùm cao thon và chùm hình trụ. Bà Colani cho rằng thời kỳ này người ta dùng các dụng cụ bằng đồng để cắt đá cứng, và bà đã tìm ra được những chùm đá tương tự như vậy ở các khu vực như miền Trung Việt Nam, các khu đồi Bắc Cách Hà ở Ấn Độ. Vào năm 1994, một nhà khảo cổ học người Nhật có tên Ijinita đã đào bới cẩn thận vùng đất quanh một số chùm đá lớn. Khi ông đào sâu xuống khoảng 30cm thì phát hiện một hố nhỏ có chứa xương người. Tuy nhiên, Nita không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy người ta đã từng chôn các di cốt bên trong số chùm này. Điều này một lần nữa khiến các nhà khảo cổ học đặt ra giả thiết, có lẽ người xưa đã tạo ra những chùm đá dùng để tưởng niệm người chết hoặc dùng chúng để đặt đồ đạc người chết trong đó. Nhiều thế kỷ đã trôi qua, khu vực cánh đồng chùm ở Siêng Khoảng của Lào vẫn còn chìm trong bí ẩn. Chưa có nhà khảo cổ học nào tìm ra đáp án cho nghi vấn ai đã tạo ra những chùm đá này và chúng được tạo ra với mục đích gì. Thời gian đã cho đi, nhưng cánh đồng chùm vẫn nằm đó, là một bí ẩn lịch sử và là một minh chứng cho một thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Cho đến ngày nay, nơi này vẫn là một trong những nơi khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới, do có nhiều bom do máy bay Mỹ ném xuống. Chính vì vậy, khu vực này đã trở thành một con dao hai lưỡi, không chỉ đối với các nhà khảo cổ học mà còn đối với những người đi săn tìm kho báu.